chân rồi. Có ai đứng lại này không? Rồi thử nha. My name is Chucky. Chucky. My name is Boom Boom. Boom. My name is bây giờ chúng ta sẽ chơi trò chơi nha. Rồi bây giờ các bạn nhìn vô đây nè. Chúng ta có thấy các bạn thấy không? Bây giờ chúng ta sẽ chơi trò chơi là vỗ tay, xem có ai vỗ tay đúng hơn nha. Bây giờ thầy sẽ có cái đầu tiên là clap. Rồi chuẩn bị chưa? 2 3 clap. Rồi bây giờ mỗi một nốt đen này nè sẽ tương ứng với lại một cái clap nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng clap với nhau nào. Bạn ơi chuẩn bị. 2 3 clap. Rồi đến đây chúng ta sẽ gặp một cái dấu, nó gọi là dấu im lặng. Khi gặp dấu này chúng ta sẽ làm gì? Là im lặng. Và đây là dấu lặng đen. Khi gặp dấu này chúng ta sẽ làm hình này, chúng ta sẽ mở tay ra. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vô lại nha. Clap. Mở tay ra. Và khi mở tay ra này chúng ta sẽ nói là rest. Rồi, được chưa? Chuẩn bị nha. Rồi, hai bạn chuẩn bị thi nha. Thầy sẽ chỉ vô nè, hai bạn nằm chuẩn bị nha. Yeah, chính xác. Rồi, bây giờ bắt đầu nha. 2 3